tôi xin giới thiệu bạn Nguyễn Thiện Hải An đến từ trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở vị trí thứ hai xin được chào đón bạn Nguyễn Hoàng Khánh đến từ trường trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh. Người đứng ở vị trí thứ ba là Nguyễn Việt Thái đến từ trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Và ở vị trí thứ tư là bạn Nguyễn Đình Duy Anh đến từ trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Bởi vì cái hành trình Olympia mà em vừa đặt nó thì nó lớn gấp đây lên cảm xúc. Ngoài những kiến thức mới thì em cũng đã thu nạp được cái phương pháp học cho mình trong khoảng thời gian mà để em chuẩn bị cho Olympia, thì em đã tìm cách để sâu chuỗi và liên kết lại những cái kiến thức mà em đã học được và biến chúng thành một chuỗi cái kiến thức riêng của mình, một chuỗi mà tất cả các mắt xích đều là những mắt xích rất là chắc chắn. Đó là sự kết nối, đó là những người bạn, những người đồng hành mình đã thu nhận được. Thì đó sẽ là những cái giá trị mà mình vẫn còn sẽ còn tiếp nối mãi sau khi Olympia kết thúc. Chơi, mình được ôn lại những kỷ niệm cũ, mình được gặp rất là nhiều những người tài năng và cuối cùng là cũng đã nhận được cái phần thưởng cho cái sự cố gắng của mình. Thực thật thì hôm nay đây là một sự kiện rất là đặc biệt và không phải ai được trải nghiệm, mà kể cả những người được trải nghiệm thì cũng không khó lần thứ hai. Đấy là sự kiện phải nói là rất là thú vị. Tham gia ngày hôm nay thì em cảm thấy thứ nhất là mình rất là may mắn. Chắc là rủ nhau quay một cái TikTok ạ, bởi vì nó giống như kiểu đặc sản của bốn đứa rồi ạ, kiểu khi mà ở bên cạnh nhau thì cũng chỉ có vui đùa chơi và quay TikTok vậy thôi. Em nghĩ là điều đầu tiên em sẽ làm đấy là em sẽ rủ các bạn quay TikTok bởi vì đó sẽ làm, em nghĩ đó sẽ là một trải nghiệm rất thú vị, bởi vì sẽ thật là vui nếu như em còn có thể dành được thêm nhiều thời gian cùng với nhau và cùng chia sẻ những trải nghiệm của mình trong tương lai. Vâng, thì cũng giống như bao nhiêu học sinh cấp 3 khác thì em cũng hy vọng là hành trình cái cuộc sống sinh viên của mình sẽ suôn sẻ và nó sẽ đáng nhớ, và em sẽ có thể học tập được thêm nhiều kiến thức, thêm nhiều kỹ năng mới để trở thành một sinh viên ưu tú và sau này có thể trở thành một công dân đóng góp nhiều cho đất nước của mình.